ngày xưa ngồi tay đã khó chơi vui bước lên tới cả trăm nên tôi muốn tôi chỉ chơi cả năm lễ tình nhau thì họ có chồng tình còn tôi ở nhà em mấy tết khi trai gái họ đang làm tình thì tôi lại ngồi đánh liên minh không tìm người yêu cho riêng mình khổ nỗi trước giờ tiêu yêu muốn tìm một người dịu dàng nhưng không thấy đâu nhìn cho thấy nhau gì vậy trời có đâu phạm tội gì đó có phạm tội gì không trời nguyên ngày nay có làm gì đắc tội với anh chồng đâu thôi đừng có gặp còn tết mà còn tết đừng có gặp cả năm không